Xin chào, đã quay trở lại với Apple Channel, lại là mình đây. Trong video hôm trước thì chúng ta cùng nhau đánh giá về một chiếc điện thoại cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá tầm 3 đến 4 triệu, đó chính là chiếc Samsung Galaxy M30 với những thứ như là camera này, rồi là chúng ta sẽ có một cấu hình ổn này, một dung lượng pin cực kỳ trâu khi dung lượng pin của nó là 5000 mAh, màn hình cũng đẹp. Và trong video này thì mình sẽ tăng cái mức giá đó nhẹ hơn một chút, đó chính là tầm 4 đến 5 triệu. Và cái sản phẩm mình mang đến trong video này đó chính là cái sản phẩm Samsung Galaxy M30s đang có trên bàn mình đây. Thực ra thì cái sản phẩm này trước đây nó bán với mức giá là 6.990.000 đồng. Tuy nhiên thì hiện tại mức giá của nó chỉ còn là hơn 4 triệu mà thôi. Và mình thấy rằng là với phân khúc giá hơn 4 triệu thì đây cũng là một trong những sản phẩm mà chúng ta đáng mua, đáng trải nghiệm và có thể là dễ dàng mua được thay vì là cái mức giá cũ. Và các bạn nào quan tâm với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link của di động thông minh dưới phần mô tả video để các bạn có thể là dễ dàng mua được em nó nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu video để đánh giá về cái sản phẩm Samsung Galaxy M30s này, để xem là sau tầm 3 tháng ra mắt thì cái sản phẩm này nó sẽ còn lại những gì. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, mình không cần phải quảng cáo quá nhiều về những cái điện thoại tầm trung đến từ nhà Samsung. Một thiết kế nó rất là quen thuộc. Khi điện thoại đa số tầm trung của nhà Samsung ấy, trong cái phân khúc giá tầm 6 triệu đổ lại thì nó chỉ có màn hình là giọt nước mà thôi. Hay là những hàng khác thì nó sẽ là tương tự các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có phần giọt nước ở đây. Ba cạnh phía trên thì nó rất là cân bằng nhau, nhìn rất là đẹp, móng. Nhưng mà cái viền phía dưới thì nó vẫn rất là dày, tương đối dày các bạn ạ. Nhưng nhìn chung thì tổng thể thiết kế phần mặt trước của chiếc điện thoại này nó cũng rất là đẹp. Quay trở đến phần mặt sau thì với là cái sản phẩm Samsung Galaxy M30, M30s, rồi A50, A50s các thứ thì nó chỉ được làm từ chất liệu, đó chính là nhựa mà thôi. Hay kể cả là sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Lite, phân khúc giá nó cũng hơn 10 triệu đồng mà cũng chỉ làm từ nhựa các bạn ạ. Thực sự mình khá là buồn. Nói chung thì về mặt nhựa này thì nó sẽ có những ưu nhược điểm như sau. Đó chính là cảm giác cầm nắm của nó sẽ là tương đối tốt hơn, không bị trơn trượt giống như kiểu mặt kính. Nhưng mà có một cái nhược điểm đó chính là nó bám nhiều mồ hôi dấu vân tay hơn. Hay là cái mặt nhựa này khi mà va chạm thì chắc chắn là dễ dàng trầy xước và để lại những cái vết xước răng nhiều hơn là cái mặt kính của bạn ạ. Màu sắc của cái sản phẩm Samsung Galaxy M30s thì nó rất là đẹp. Khi ở đây thì mình đang có phiên bản màu trắng, nhìn thực sự là nó kiểu trắng như ngọc trinh luôn, rất rất là đẹp. Và thực sự cá nhân mình thì mình rất thích những cái điện thoại có màu trắng cũng như là camera đen như thế này. Nói đến phần camera của cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái phần camera được đặt dọc. Nó tương tự so với những cái sản phẩm hiện tại mới ra mắt, ví dụ như là A51 này, A71 này, hay là Note 10 Lite, hay thậm chí là Galaxy S11 hay là Galaxy S20 gì đó. Thì cái đấy thì chúng ta sẽ chờ thời gian để cân nhắc. Chắc là mình sẽ làm một cái video tổng hợp về cái sản phẩm Samsung Galaxy S20 để xem nó sẽ có những gì hay nhá. Nói về cái cụm camera này thì nó sẽ rất là đáng gờm trong cái phân khúc giá tầm là hơn 4 triệu. Khi chúng ta sẽ có camera chính là 48.f2.0, chúng ta sẽ có một cái camera 8. Ultra wide để chụp ảnh góc rộng. Này, chúng ta sẽ có một cái camera 5. Để có thể là chụp ảnh xóa phông các bạn ạ. Nhìn chung thì nó sẽ không được quá nhiều camera như cái điện thoại hiện tại 4-5 camera rồi thêm camera macro các thứ. Nhưng mà thực sự thì 3 camera này thì mình thấy nó đủ dùng rồi. Chúng ta sẽ có vị trí đèn flash ở đây và vị trí đặt camera thì mình thấy rằng nó khá là đẹp. Cái này thì sẽ tùy góc nhìn từng người thôi. Cá nhân mình thấy đẹp, còn nhiều bạn thì các bạn sẽ thích camera đơn hoặc là camera đặt ngang hơn thay vì là đặt dọc. Chúng ta sẽ có vị trí cảm biến vân tay ở đây. Cảm biến vân tay trên M30s thì mình thấy rằng là nó sẽ có một cái điểm chung giữa cái sản phẩm M30, đó chính là tốc độ nhận diện của nó khá là chậm. Cá nhân mình thấy thì mình nó luôn luôn có một cái độ delay nhất định, không phải là chạm phát ăn ngay mà cần một tích tắc thì nó mới có thể là mở khóa lên được. Chắc là do hiệu ứng chuyển cảnh của nhà Samsung. Đó là một trong những cái thứ mà khiến cho tốc độ mở khóa vân tay, cho dù là siêu âm hay là cho dù cảm biến vân tay như thế này thì nó đều chậm như nhau. Bên dưới là logo Samsung và một số dòng chữ khác bla bla. Bên cạnh phải các bạn sẽ có phím tăng giảm âm lượng cũng như phím nguồn này. Bên cạnh trái thì các bạn sẽ có ở đây là vị trí của khay 2 SIM cũng như một thẻ nhớ. Đây là một trong những điều mình thấy rằng là rất thích ở trên những chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung. Tại vì mình không cần phải hy sinh là lắp 2 SIM thì không lắp được thẻ nhớ, hay lắp thẻ nhớ thì không thể nào lắp được 2 SIM. Bây giờ thì mình sẽ quay trở đến cái phần cạnh dưới của sản này thì nó sẽ có vị trí của jack cắm tai nghe 3.5 này, chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C này. Cổng sạc Type-C này thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh luôn nhá. Rồi là mic thoại này cũng như là loa ngoài. Đến với phần mặt trước của sản này thì nó sẽ có kích thước là tầm 6.4 inch, độ phân giải của nó là Full HD Plus trên một cái tấm nền mình nghĩ rằng là rất là ngon trong phúc giá, đó chính là tấm nền Super AMOLED các bạn ạ. Với tấm nền Super AMOLED thì nó sẽ có những ưu điểm như sau: màu sắc của nó rất là nổi và tươi tắn này, thứ hai là cái độ tương phản của nó rất là cao, thứ ba là màu đen của nó thực sự rất là sâu luôn. Và màu đen sâu khi anh em bật chế độ Dark Mode
trên cái phiên bản phần mềm One UI thì nó sẽ càng tiết kiệm pin, thì nó sẽ càng tiết kiệm pin cho anh em hơn nữa. Sẵn tiện thì mình sẽ nói luôn về phần mềm của cái sản phẩm Samsung Galaxy M30s này. Thì mình thấy rằng là nó sẽ có một điểm thua thiệt hơn so với sản phẩm Samsung Galaxy M30, khi các khả năng update của nó hiện tại thì nó chỉ lên được cái phiên bản cao nhất, đó chính là One UI 1.5, và phiên bản Android là 9, chứ không được One UI 2.0 hay là cái phiên bản Android 10 như là sản phẩm Samsung Galaxy M30 trước kia. Nhưng nhìn chung thì mình nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần thời gian để cho Samsung update thôi, chứ nói chung thì phiên bản One UI 1.5 hay 2.0 thì cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Còn nói đến phần cứng của cái sản phẩm này thì với sản phẩm Samsung Galaxy M30s thì nó sẽ được trang bị cho mình con vi xử lý, đó chính là Exynos 9611 các bạn ạ. Nhìn chung thì đây là một cái vi xử lý tương đối ổn trong cái phân khúc giá này, khi nó sẽ có cái tiến trình xử lý là 10 nanomet, và khi mình chấm qua cái phần mềm AnTuTu thì nó sẽ thu được số điểm là 174.440 điểm AnTuTu các bạn ạ. Đây là một số điểm AnTuTu tương đối ổn trong cái phân khúc giá, đó chính là hơn 4 triệu đồng. Và khi mình kiểm tra chi tiết hơn thì chúng ta sẽ thu được là 59.000 điểm CPU này và 34.000 điểm GPU. Và với số điểm này thì nó sẽ chơi được tốt ở tựa game Liên Quân, có thể là Max Setting và tựa game PUBG với đồ họa là cao. Nhưng mà thực sự thì con chip Exynos mình không đánh giá cao về khả năng chiến game cho lắm, vì nó rất giật lag và khả năng tương thích của nó thì thực sự rất kém. Nhưng nếu các bạn sử dụng với những tác vụ cơ bản hàng ngày, rồi là chúng ta nghe gọi hoặc mua cho phụ huynh để có thể là xem phim đọc báo thì ok. Còn nếu anh em muốn chơi game mạnh rồi là try hard với mức độ họa cao thì chiếc điện thoại này thì nó sẽ không phù hợp đâu. Nói về phần pin thì đây chính là cái điểm nổi bật nhất cũng như ấn tượng nhất của mình về cái sản phẩm Samsung M30s, khi nó sẽ được trang bị lượng pin là 6000 mAh các bạn ạ. Đứng hình luôn, phải nói là dung lượng pin này anh em chắc phải cày phim tầm 15-16 tiếng liên tục thì mới hết. Còn với những nhu cầu anh em sử dụng hàng ngày, chơi game các thứ thì một ngày không thể nào hết được cái lượng pin 6000 mAh này đâu. Mình đã có từng trải nghiệm cũng như từng test thử cái lượng pin của cái sản phẩm Samsung M30s này rồi, và phải nói rằng là vô cùng cực khổ khi mình test 10 tiếng hồ liên tục chiến game mà nó vẫn còn tận 20-30% pin. Bên cạnh cái lượng pin lớn như vậy thì với cái sản phẩm Samsung M30s này, nó cũng sẽ được trang bị cho mình cái củ sạc nhanh 15W có trong hộp luôn. Như vậy thì nó sẽ giúp chiếc Samsung M30s có cái quá trình sạc nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên thì 15W thì nó sẽ là tương đối thấp trong thời điểm hiện tại, tại vì trong khung giá này chúng ta đã có những cái chiếc máy có công nghệ sạc là ví dụ như là 18 hay là 25W chẳng hạn. Ok, đó chính là tất cả những gì mà mình đã đánh giá về cái sản phẩm Samsung M30s này. Nhìn chung thì nếu bạn đang có nhu cầu muốn kiếm cho mình một chiếc điện thoại hàng chính hãng này đến từ thương hiệu lớn như kiểu Samsung, hay các bạn cần một cái điện thoại có dung lượng pin thực sự rất rất trâu, thì với sản phẩm Samsung M30s nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Và các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Samsung M30s này, và liệu có phân khúc giá tầm hơn 4 triệu thì bạn có chọn sản phẩm này không? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Chi tiết hơn về cái sản phẩm Samsung Galaxy M30s này thì mình sẽ để đường link mua hàng dưới phần mô tả video cho các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.